Ưu khuyết điểm bạn trai thế nào? Dạ em xin tự giới thiệu, thì ưu điểm của em là sống thật thà hiền lành, chịu khó. Em có thể sửa điện nước trong nhà. Em sống tự lập từ nhỏ nên việc nấu ăn đi chợ thì em có thể làm được hết rồi. Khuyết điểm thì em sợ lông mèo, lông chuột và sống nhiệt tình với bạn bè. Chỉ có sợ lông mèo, lông chuột thôi hả? Các loại lông khác có sợ không? Dạ không, nói chung là lông mèo, lông chuột dị ứng nhiều hơn. À rồi. Mình nói một tí xíu về tình trường của mình nè. Dạ, tình trường thì em trải qua một mối tình đặc biệt ấn tượng và ba mối tình chính thức ạ. Chia tay mối tình gần đây nhất thì cũng 3 năm rồi ạ. Dạ. Là sao? Đợi xíu, cái này là phải tìm hiểu kỹ nè. Đúng rồi. Dạ, mối tình ấn tượng đó là năm lớp 10 em có đi học võ và bé đó là người Ấn Độ. Thì bé đó thương em nên tới tận nhà tặng bông là nhẫn. Nhưng mà lúc đó em sợ quá, em trốn ở toilet. Lớp 10 là nhiêu tuổi trời? Cách đây cũng 16 năm rồi. Rồi ba mối tình kia là sao cưng? Ba mối tình kia thì thời sinh viên đi học quen. Đây, quay qua đây nè, quay qua đây tôi nhìn cái mặt coi. Ừ. Dạ. Ừ. Chạy chạy. Ừ, sáng sủa đẹp trai trắng trẻo. Rồi dạ. Ba mối tình kia thì thời sinh viên chị. Lúc đó thì nghề nghiệp em chưa ổn định, với lại bạn gái suy nghĩ còn non nớt, lại nó không được trưởng thành nên em không có quen. Và 3 năm nay thì em lo làm ăn nên là ba cô y chang một tính luôn. Dạ, nói chung là cũng có vài, còn một mối tình thì xa, khoảng cách xa quá không có thể tiếp tục với nhau được. Là yêu xa. Dạ. Cái mẫu người phụ nữ lý tưởng em mong muốn là gì? Mẫu người bạn nữ mong muốn thì bạn đó da trắng một xíu, cao cỡ 1m85 trở lên. Năng động một xíu, có sở thích kinh doanh thì càng tốt. Và có nụ cười hiền như Nhật Kim Anh. Rồi điều em ghét nhất ở phụ nữ là gì? Em ghét bạn nữ thì hay soi mói nhiều chuyện, lại lượm thượm, không gọn gàng. Đừng có xăm mình lớn quá lớn đúng quá. Không? Dạ. Bạn nữ bên kia có xăm móng tay vậy? Chị có xăm móng tay. Thì... em không. Không, bạn nữ bên này không xăm móng tay. Em không thích phụ nữ xăm móng tay. Dạ. Ủa sao kỳ vậy em? Nhưng mà sơn đừng có lè lẹt quá được, nhưng xanh nổi. Nó làm néo đẹp chứ rồi đâu em. Dạ. Một bàn tay mà sơn 4-5 màu. Vậy cho nó nổi đi đám, chứ lẽ giờ móng tay sơn màu đen. Rồi còn tóc tai yêu cầu gì luôn không? Anh này có vẻ kỹ về ngoại hình. Tóc thì dài hơn vai một xíu. Rồi em có chuẩn bị, ví dụ chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch về sau chưa? Dạ, em thì em cũng tính lập nghiệp Bình Dương nên em đã có mua đất ở Bình Dương rồi. À, mua đất rồi hả? Dạ, tự mua luôn hay sao? Dạ đúng rồi, tự làm luôn. Vậy khỏe. Giỏi quá, đã mua đất. Rồi em ơi, mình sắp có miếng đất. Ta chuẩn bị tương lai tốt, đàn trai là ngon mà mua đất rồi ha. Dạ. Em chào anh. Chào em gái. Bên đàn trai phải nói là chuẩn bị kỹ lưỡng cho đám cưới, chỉ chào cô dâu thôi đó. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn bạn nam đó thứ nhất là thích người mập tròn, tại vì em hơi mập. Đâu mập lắm đâu. Em đâu em mập thích lắm người mập tròn không? Dạ cũng được, nhưng mà đừng mập quá được. Vừa người... không này bấm mỉm thôi. Mọi người công ty em gọi em là ù ấy. Không có ù đâu. Em muốn bạn nam cao to hơn em, cao khoảng 1m65 trở lên cũng được. Cao thì có thể hơn nhưng mà to không bằng. Có thể biết nhậu nhưng mà không được hút thuốc. Rồi có thuốc không? Dạ không anh. Không. Chín chắn và biết suy nghĩ lo cho gia đình. Chín chắn đó, bạn này suy nghĩ đúng sâu rồi. Đó dạ. Mua đất để sẵn sàng cho tương lai rồi đó. Em không thích bạn nam mặc đồ lôi thôi. Có áo quần là được rồi. Quá lôi thôi nhanh. Em thích bạn nam có tính cách giống anh Quyền Linh đó. Anh tính anh sao giống, Linh? Giống là giống sao em? Không biết, nhưng mà em cảm giác anh Quyền Linh là một người vừa là người đàn ông của gia đình, vừa là người đàn ông của công việc. Em cảm giác là anh ấm áp. Cảm ơn em. Trời ơi, khen cái mặt chảnh lên liền à. Hôm nay em tới đây em đi với ai? Dạ em đi với em gái và chị họ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh và chị Nam Thư. Em tên Thương, em là em gái của chị Vi. Chị em thì có nụ cười duyên nhưng mà không bằng Nhật Kim Anh như anh nói đâu. Còn như em thấy anh bên đây á, thì nói chuyện hoạt bát, lanh. Và em thấy ảnh thật thà, thẳng thắn á. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội á, để mình tìm hiểu và tiến xa hơn ạ. Cảm ơn em.